đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Nam em từng bị tống tiền khi thi hoa hậu, quá nhiều góc khuất của ngành công nghiệp hoa hậu. Trong buổi gặp gỡ truyền thông của Thùy Tiên về vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay nợ với bà Đặng Thùy Trang, nhiều góc khuất của ngành công nghiệp hoa hậu đã được hé lộ. Nam em cũng từng là nạn nhân. Trưa ngày 5 tháng 11, Hoa hậu Thùy Tiên đã tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để làm rõ vấn đề xoay quanh vụ kiện với bà Đặng Thùy Trang. Bên cạnh cô còn có sự xuất hiện của bà Phạm Kim Dung, đại diện quản lý của người đẹp. Trong buổi trò chuyện, Hoa hậu Thùy Tiên đã tiết lộ nhiều khía cạnh khiến nhiều người bất ngờ. Cụ thể, nàng hậu sinh năm 1998 cho biết, nhiều cô gái đã phải vướng vào nhiều khoản nợ vì bị một nhóm đối tượng tự nhận là người trung gian, bầu show lừa gạt. Những người này thường nhắm đến các mỹ nhân đang tham gia cuộc thi nhan sắc nhỏ lẻ, có mong muốn được đổi đời nhờ vào danh hiệu. Bên cạnh đó, đại diện công ty quản lý Thùy Tiên bất ngờ tiết lộ rằng nam em cũng từng là nạn nhân của trường hợp lừa gạt tiền sau khi chiến thắng danh hiệu Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015. Cụ thể, bà Dung chia sẻ, năm 2015, sau đêm nam em đăng quang xong, sáng hôm sau cô ấy đã nhắn tin xin được gặp tôi vì nam em cần làm rõ một việc quan trọng. Cô ấy chia sẻ với tôi, có một người nói rằng họ là người mua giải cho nam em, cho nên họ yêu cầu nam em phải trả tiền cho họ. Tôi mới nói với bạn ấy rằng, hãy mời người đó đến đây gặp tôi, rồi tôi sẽ mời người đó đến công an thành phố Cần Thơ để giải quyết câu chuyện lừa đảo. Nam em đã có liên lạc, nhưng người đó không dám đến. Bà tiết lộ thêm, sau đó tôi đã hỏi rõ lại nam em vì sao lại xảy ra câu chuyện này và em đã tiếp cận người ta khi thế nào, thì nam em kể lại rằng, gần tới chung kết, có một cô gái gọi cho nam em, cho biết có thể sắp xếp được giải. Thực sự lúc đó nam em là thí sinh quá mạnh, mà nhìn vào ai cũng biết cô ấy sẽ đăng quang. Nhưng nam em không tự tin vào khả năng của mình và đồng ý với thỏa hiệp đó. Sau khi đăng quang, nam em mới giật mình và nghĩ chuyện này có thật hay không và phải đi báo cáo với ban tổ chức. Cô gái kia không làm việc được với nam em thì đã gọi cha mẹ của nam em và mẹ em ấy cũng rất đau đầu với chuyện này. Cuối cùng tôi mới nói phải mang ra công an xử lý, vì họ quấy rối cuộc sống của mẹ nam em và bản thân cô ấy cũng không được bình yên. Khi tôi làm quyết liệt thì nam em đã trả cho cô ấy vài triệu đồng tiền điện thoại, bởi cô ấy đề nghị với nam em như vậy vì đã gọi cho nam em quá nhiều. Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long là cuộc thi sắc đẹp dành cho đa phần các cô gái ở miền Tây Nam Bộ, được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp cùng công ty Sen Vàng thuộc sở hữu bà Phạm Kim Dung tổ chức. Nhìn chung, việc tham gia cuộc thi nhan sắc đã là một trong những con đường giúp sự nghiệp các người đẹp thăng hạng nhanh chóng nhất. Mỗi khi một cô gái đăng quang hoa hậu hoặc hoa khôi, mức độ nổi tiếng như diều gặp gió. Từ đây cơ hội kiếm tiền từ các hợp đồng quảng cáo dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng vô tình, giấc mơ hoa hậu đầy hào nhoáng lại trở thành con dao khiến nhiều mỹ nhân bị đứt tay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.